Thưa bà con, trong cái mục đọc báo của người chăn nuôi và cái mục này, hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi với bà con một vấn đề là có tính chất thời sự và cũng có tính chất hài hước, đó là vì sao con người chúng ta không sử dụng sữa lợn mà chỉ sử dụng sữa bò và sữa dê mà không sử dụng sữa lợn. Thế vậy thì trong vấn đề này tôi sẽ cùng bà con đọc một cái mục báo như sau. Mặc dù thịt lợn là một trong những thực phẩm chủ đạo của con người, thì chúng ta thấy là cái đợt vừa rồi mà do cái dịch tả lợn châu Phi cũng như là cái việc mà tái đàn lợn làm rất khó khăn, cho nên cái thịt lợn rất là đắt. Nhưng mà đắt thì chúng ta thấy là hầu hết tất cả các gia đình đều vẫn phải ăn thịt lợn. Thế vậy thì thịt lợn là cái thực phẩm chủ đạo như vậy, nhưng một vấn đề hết sức ngạc nhiên thì tại sao người ta lại không sử dụng sữa lợn, mà một số người khi nhắc đến sữa lợn thì lại có cảm giác buồn nôn. Thì đấy là một vấn đề bà con chúng ta cần lưu ý. Thế vậy thì vì sao con người có thể tiêu thụ được sữa bò, sữa dê mà lại không ai đề cập đến sữa lợn? Thế vậy thì sữa lợn có hương vị như thế nào? Đối với bà con, bây giờ tôi hỏi bà con là trong cái quá trình chăn nuôi lợn, đặc biệt là chăn nuôi lợn nái, thì đã có ai đã thử sữa lợn như thế nào chưa? Và sẽ biết được, có biết được cái hương vị của sữa lợn như thế nào chưa? Nào xem là một số bà con, tôi xem, hỏi xem là bà con chúng ta đã có ai đã sử dụng cái sữa lợn bao giờ chưa? Bà con là ai đã sử dụng sữa lợn rồi thì có thể comment cho thầy. Xem, mà nếu mà sử dụng rồi thì là nó có hương vị như thế nào? Hoặc là không sử dụng thì tại sao lại không sử dụng? Thì đây là một vấn đề mà tôi và bà con bàn luận, sau đó tí đưa ra kết luận thì tại sao là người ta chỉ sử dụng sữa bò và sữa dê mà lại không sử dụng đến sữa lợn. Ai con ai đã thử sữa lợn rồi thì có thể comment ở dưới livestream cho bên thư ký được biết là biết xem nào. Đây là cũng là một cái vấn đề thú vị và cũng là một cái sự tìm tòi các cái sự hiểu biết của bà con cũng như là của chúng ta, thì là tại sao cái lại không sử dụng sữa lợn mà trong cái đó lại sử dụng là sữa bò và sữa dê. Rồi bà con có thể comment ở phía dưới ạ. Và sẽ làm. sau cái câu hỏi kế tiếp thì em sẽ bằng những cái phản hồi lại về ai đã thử sữa lợn cho chuyên gia được biết, cho thầy biết ạ. Vâng, như vậy thì chắc là chưa có ai thử sữa lợn, đúng không? Và tôi tin chắc làm như vậy, mặc dù là cái thịt lợn sử dụng là chính và sử dụng rất nhiều, nhưng mà chưa ai lại sử dụng cái sữa lợn. Thế vậy thì theo một số các cái nhà nghiên cứu thì người ta đưa ra một số cái giải thích như thế này. Cái giải thích thứ nhất là về cái mục đích kinh tế. Thì thế vậy thì về mục đích kinh tế ở đây thì chúng ta thấy là tại sao người ta không sử dụng sữa lợn. Cái thứ nhất là chúng ta thấy là lợn là có 14 vú. Đó, ít nhất là 14 vú, có trường hợp là 16 đến 18 vú. Thế vậy thì trên thị trường hiện nay thì là chưa có một cái nghiên cứu nào mà sản xuất ra một cái máy vắt sữa mà dành cho 14 vú của lợn. Thì đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ nhất. Chứ còn ta thấy là đối với dê và bò thì người ta đã sản xuất ra cái máy phát sữa rồi, nhưng mà nó chỉ là có gì hai bầu vú hoặc là mấy bầu vú thôi. Nhưng đây trong trường hợp đây nó là 14 bầu vú. Như vậy là cái việc mà sản xuất ra cái máy mà vắt sữa đối với lợn là không thể khả thi. Thì đấy là cái thứ nhất mà một số các chuyên gia người ta đưa ra những cái bàn luận và đưa ra những cái lý do. Cái lý do thứ hai là lợn số con đẻ trong một năm là rất là lớn,
có thể là 20 mấy con, 22 hoặc 24 vân vân. Thế vậy thì nếu mà lợn mà cứ cho sữa liên tục nha, cho sữa liên tục thì là sẽ không giảm cái tỷ giảm cái lứa đẻ, hoặc là lợn sẽ không không đẻ con. Như vậy là cái lý do thứ hai là người ta không sử dụng sữa lợn là như vậy. Và cái lý do thứ ba là cái lượng sữa của lợn, mặc dù cái núm vú ở cái số bầu vú rất là lớn, nhưng qua nghiên cứu và người ta tính toán, người ta cho rằng là sữa lợn chỉ đạt 20% nhá, 20% so với sữa bò và sữa dê. Như vậy là cái lượng sữa lợn rất là ít, do đó mà người ta không sử dụng, không sử dụng. Và vấn đề thứ ba nữa ở đây, vấn đề thứ tư ở đây là cái việc vắt sữa nha, tức là không có máy để mà vắt sữa. Thì nếu mà vắt sữa bằng tay thì chúng ta thấy là đây là một vấn đề hết sức khó khăn, là vấn đề siêu khó khăn. Thì khó khăn như thế nào? Khó khăn thứ nhất là cái việc cố định lợn, chúng ta thấy là không thể cố định được. Mà nếu mà chúng ta vắt sữa bò và sữa dê thì chúng ta cố định nó rất là dễ, đó. Mà mặc dù là có thể là bị đá thì nó chỉ là cái đau là đơn giản thôi. Nhưng nếu đối với lợn là chúng ta không cố định được, đặc biệt là những con nái mà mới đẻ con, nó ghen con, thì chúng ta thấy là rất nguy hiểm. Thậm chí có thể là nó cắn hoặc là vào những cái chỗ hiểm, hoặc là có thể là nó gây cái nguy hiểm rất lớn đối với con người. Thì đấy là cái lý do thứ tư, là cái việc mà vắt sữa nó cũng rất hết sức là khó khăn. Thứ nhất là cái cố định, và thứ hai là vắt như thế nào. Nếu mà để đứng thì chúng ta vắt như thế nào, hoặc là nó lợn nó nằm thì chúng ta vắt như thế nào. Thì đấy là các lý do mà con người không sử dụng sữa lợn để mà dùng cái thực phẩm hoặc là cái dinh dưỡng. Mặc dù khi người ta phân tích là cái dinh dưỡng ở trong sữa lợn nó cũng không kém gì đối với sữa bò và sữa dê. Thế vậy thì một số tác giả người ta lại có cái nghiên cứu và đưa ra một cái bình luận hài hước là nếu trong trường hợp một ai đó có những cái phát minh đột biến trong sữa lợn, thì như vậy là cái phát minh đột biến trong sữa lợn đó là gì? Là khi mà uống sữa lợn ấy, thì cho chúng ta cho trẻ đến 10 tuổi, hoặc có thể là thay cho cái Viagra, hoặc có thể là thay cho, đây người ta nói là thay cho Viagra, thì lúc đó mới có khả thi con người sẽ sử dụng cái sữa lợn. Tất nhiên nếu mà con người sử dụng sữa lợn với cái ưu điểm mà vừa nêu ở trên thì giá nó cũng là rất là đắt đỏ. Thì đấy là cái lý do tại sao mà là con người chúng ta chỉ sử dụng sữa bò và sữa dê mà không sử dụng sữa lợn, là do mấy cái lý do đó. Cho nên là trên thực tế là mặc dù là thịt lợn là được con người sử dụng là rất rộng rãi và là cái thực phẩm chính, nhưng mà sữa lợn thì là không ai chú ý tới, nên là do mấy cái lý do đó.